Dạ, xin chào quý vị khán giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Quý bà con cô bác thân mến, hiện tại thì Khương Dừa đang có mặt ở hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn, số 113 đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 2024, là hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn có tổ chức đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn. Và bây giờ thì bà con bác cũng đang tới lai rai. Dạ, mới có 7 giờ rồi bà con bác, cho nên là bà con bác tới chưa có đông đủ. Rồi bây giờ Khương Dừa mời quý bà con bác mình cùng bước vô hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn nha, để giao lưu và chụp hình với quý bà cô chú anh chị. Dạ. Dạ chào chú. Dạ chụp hình đây luôn ha chị. Ai chụp cho chị? Ai chụp cho chú? Có mấy đứa cháu đó. Cháu chú hả? Chú ở đâu à chú? Tôi ở Mỹ về. Ủa chú ở Mỹ về hả? Ừ, ông tới tôi đội nổ Hà Quay sao? Dạ. Chú về nào? Chú về nay cũng tuần lễ rồi. Tuần lễ chú đang ở đâu? À, ở ngoài quận nhất, ở khách sạn ngoài quận nhất. Ở bên Mỹ thì ở Cali. Dạ. Còn đây ở đây quận nhất. À, ở đâu? Rồi quê chú ở đâu? Quê Long An. À, quê Long An. Chắc chú qua bển lâu rồi ha. Qua đây cũng 35. Dạ, năm gửi lời thăm bà con cô bác ở bển chú. Dạ. Có dịp con cũng qua bển con chơi coi. Bà con bác cũng thương quá trời mà chưa có dịp qua. Dạ. Dạ, chụp hình ai chụp hình ta. Rồi khi nào chú về bển lại? Tháng sau. Dạ. Phải chơi tháng mới dạ đi chứ. À, bữa giờ chú mới có lại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn hả? Lần đầu tiên tôi ở bên đó là tôi mỗi ngày mỗi đêm tôi coi chương trình của chú ở bển là ủa cái gì con quên rồi, con hỏi Linh. Ở Cali. Ở Cali. Ừ. Dạ. Mà ở không ông ở Long An là chú ở đâu? Ở thành phố Tân An. À, thành phố Tân An luôn. 20 tây tháng 4 2024 là con về ngay thành phố Tân An, sân vận động tỉnh Long An, số 7 để con làm cái đêm nhạc nè. Dạ, đêm nhạc có nhiều anh chị em nghệ sĩ tham gia lắm. Okay. Dạ. Dạ, tại sân vận động tỉnh Long An, số 7 Trương Định, phường 2, thành phố Tân An. Okay. À, nếu mà chú có thời gian thì mời chú với gia đình rồi lại xem chương trình. Okay. Dạ, dạ, chúc chú khỏe nha. Okay. Dạ, dạ, cảm ơn chú nhiều, cảm ơn gia đình nhiều. Okay. Dạ, con vô trong ha. Rồi chú có mua vé đi chưa? Dạ, bút ra, bút online rồi. Dạ. Dạ, dạ, chào chị, dạ, chào chị, đang quay clip. À, anh chị ngồi uống nước nha, rồi xíu em ngồi nói chuyện. Chào anh, cảm ơn chị. Ôi Mi mới thấy cưng. Dạ, giới thiệu bà con bác ca sĩ Võ Lê Mi, đứa em rất dễ thương mà mấy bạn trẻ rất là thích luôn. À, dạ, hôm kỳ là Khương Dừa có đăng cái thông tin, có cái poster có Võ Lê Mi tham gia luôn, nhưng mà bữa đó là ngày 3 tây tháng 3 chốt là vậy, nhưng cuối cùng là phải đổi lịch lại ngày 2 tây tháng 3 cho nên là Mi có lịch diễn nên là Mi không tham gia được. Thì đến nay thì Mi mới sắp xếp được lịch để về đây để hát phục vụ quý bà con bác. Cảm ơn em gái rất là nhiều. Dạ. Rồi hy vọng là những cái đêm nhạc sắp tới là Mi cũng sẽ sắp xếp tham gia, thậm chí là những đêm nhạc ở tỉnh. Ráng cố gắng tham gia với anh ha. Cảm ơn em nhiều. Đi vô trong, vô trong. Em đi với ai? Em đi với ai? À, dạ, với bạn trợ lý vô cưng, vô cưng. Vô trong ngồi uống nước xíu. Hôm nay là Mi là diễn đầu nha bà con cô bác. Dạ, cho nên là em nghe nó tới sớm. Dạ chị. Có chương trình lâu lâu quá mới gặp Phương Dừa. Dạ, quay cưng, quay cưng. Dạ, dạ. Ra phía sau luôn nha Mi. Ở sau mấy bạn sẽ hướng dẫn cho cưng. Ờ, ok cưng. Thấy tin quay hoài mà không gặp. Ủa chị đi mình hả? Dạ, có mình à. Dạ, chị ở đâu? Ở trên ấp 1 Tân Bủ à. À, Tân Bủ kế bên đây. Dạ. Dạ. Bây giờ bà con cô bác bắt đầu vô. Bà con bác mà đặt vé trước thì mình tới đây cái mình nhận cái vé rồi xong mình qua đây mình nhận nước nha bà con bác, rồi xong mình hãy về vị trí để mình ngồi. Rồi bà con bác mà chưa có đặt vé trước thì mình qua quầy bên đây để mình đặt vé, rồi xong sau đó mình sẽ cũng lấy nước rồi mình sẽ về ghế để mình ngồi mình xem chương trình. Đây bà con bác đang tới rất là đông rồi nè, đầy rồi. Bữa giờ thì Khương Dừa, dạ chào con, dạ cảm ơn cô nhiều. Chưa có duyên rồi đi đấy. Dạ cảm ơn cô. Rồi mới đi đốt xe gì đó. Dạ. Ở ngay Long An đó. Con, dạ con đang đi làm chuẩn bị cái đêm nhạc ở dưới Long An. 20 tây. Vậy có đâu? Cô ở đâu? Ở dưới Bến Lộc B nè. Cũng hơi xa ha. Hai bà cháu chở nhau. Dạ. Ở đây thì đi được. Đúng rồi. Dưới thì hơi xa. Ở dưới phải đi, phải người nhà phải đi đông rồi có thuê xe đi nó dễ hơn. Diễn cái ấy rồi cái cười vỡ bụng luôn á. Cái gì cô? Không qua mà đóng diễn mấy thầy trò diễn với nhau ra mà vui được á. Dạ. thì ráp lại quay cho nó vui vui. Dạ cảm ơn cô nhiều, cảm ơn gái, cảm ơn gia đình. Dạ dạ chào anh. Dạ chụp hình nha, chụp hình. Dạ cảm ơn anh trai nhiều, cảm ơn anh trai. Đằng đây có anh trai ảnh gì nhìn nãy nói giống như chú Bạch Lâm. Minh Mậu. Dạ cảm ơn nhiều nha. Mới lại lần đầu. Dạ mới lại lần đầu luôn hả? Anh ở đâu? Làm về Vĩnh Lộc A. Vĩnh Lộc A hả? Dạ. Hầu như bà con ở Bình Chánh đều biết hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn và cũng ít nhất là một lần cũng đến với hội quán ủng hộ. Cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều. Lần đầu đi chạy xe kiếm đường lên đây. Dạ. Bị lạc hả? Cái mình gõ Google chạy lên đây mới đi lần đầu. Dạ. Cái mà Khương Dừa hơi lo một xíu là có nhiều bà con bác ở xa thiệt là xa, vô ở tỉnh lên đó. Rồi xong mình lên đây cái nhiều khi lu bu cái muốn gặp Khương Dừa mà nhiều khi cái còn không gặp được á, cho nên là sợ bà con mất công, cho nên là có gì bà con bác cũng thông cảm giúp Khương Dừa ha. Dạ hoặc là có những cái bữa mà Khương Dừa khỏe, dạ năng lượng nhiều cái mình nói chuyện đồ, mình trò chuyện. Còn có mấy bữa Khương Dừa cũng rất là mệt đuối á, xong cái nhiều khi không có nói chuyện nổi quá nhiều, cho nên bà bác cũng thông cảm giúp Khương Dừa ha. Dạ thương Khương Dừa mà bỏ qua. Dạ dạ đi bữa giờ đi bữa giờ luôn vô tắm nữa à, tắm đứng nè, tắm đứng mới theo ông xã vậy hả? Dạ. Rồi cảm ơn chị, cảm ơn chị. Dạ dạ để chụp hình đây, đây em chụp cho. Này là ba mẹ hả? Hai mẹ con vuốt tóc lên kìa. Sụ em không có đánh phấn. Rồi bà. Rồi. Rồi. Đi cha mừng con này nó phát lo. Đang cũng rất là lo lắng cho cái sự kiện 20 tây tháng 4. Dạ. Dạ. Dạ thì em thấy là lâu rồi ở dưới Long An cũng chưa có tổ chức những cái chương trình vậy. Mà ở dưới là các anh chị quản lý người ta cũng hỗ trợ rất là nhiệt tình. Dạ. Với lại cái thứ ba nữa là em làm giá vé nó cũng dạ mềm. Dạ. Dạ. Nếu mà bán mà vé hết đầy đó nhiều khi chưa chắc gì đủ chi phí để em làm nữa, nhưng mà thôi mình làm để mình cái đầu tiên cho nó thuận bờm xuôi gió, cái thứ hai nữa là cho bà con bác tới xem đông đó, cho nó có cái không khí. Chứ còn mình mà ham mà kinh doanh hay gì mình đẩy cái giá vé lên cao cái mình vắng que là buồn lắm. Dạ. Cho nên là em ban đầu thì mấy anh chị tư vấn là giá vé là phải là 400 với 200 mà em nói thôi, dạ thôi cứ 100.000 để bà con bác nhiều khi đi làm xí nghiệp hay gì, hoặc là thậm chí là có nhiều anh chị buôn bán đồ này kia người ta cũng bỏ 100.000 ta đi coi cũng được. Dạ. Thì ai cũng phải coi được. Dạ. Bởi vì những năm gần đây á, những cái đêm nhạc mà về tỉnh nó cũng hiếm. Dạ. Nên thấy là em làm vậy là dạ dạ dạ. Như anh chị thì ở đâu? Anh chị Hóc Môn. À Hóc Môn. Từng nào anh cũng á. Dạ dạ. Từng này anh đi công tác nên anh không có đặt vé. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ bữa nay có chị Thanh Hằng, chị Phượng Loan, nhóm Hạnh Thanh Bắc với lại ca sĩ trẻ Võ Lê Mi với lại các bạn thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ. Chị Thanh Hằng. Đó. Cô, chắc cô cũng quá là những nghệ sĩ đó sao mình sẽ thích ha. Dạ. Rồi để con lên con giao lưu. Cô Lê Thủy là tháng 5. Tháng 5 có được. Dạ, cô Lê Thủy là cô Lê Thủy với chú Minh Dương luôn. Rồi con mời được hai cô chú luôn là tháng 5 sẽ về đây để biểu diễn, để phục vụ bà con bác. Tại bữa chú Minh Dương đi về đang lần rồi, chú rất là thích cái không khí ở đây, thấy bà con bác cũng thương mình lắm, cho nên là rồi có về có nói chuyện với cô Lê Thủy, cô con sẵn cái con mời cái là cô cũng sắp xếp được cái lịch cô về đây. Mà cô chú nói là hai người về luôn để hát cho tháng nó 5. Dạ tháng 5 đầu tháng 5 dạ chắc con lịch như là tầm đâu 11 tháng 5 gì đó. 11 tháng 5. Dạ dạ mà giờ con chưa có chia sẻ tại chia sẻ sớm quá sợ bà ông bác không nhớ. Dạ rồi con cảm ơn nha, cảm ơn gái. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn chị nha. Để rồi đẹp cái ở sao nó mắc cười lắm. Dạ, 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 cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ, 28 tháng 4 hồi hộp quá. Con hồi hộp quá. Dạ, xong đêm nhạc, tới nay là ngày mai con sẽ đi xuống dưới Tân An con bán vé rồi con giới thiệu thêm tổng lực nữa để cho bọn bác biết chứ thôi. Dạ, rất là lo. Dạ, dạ. Chụp hình á. Nè đó, sân khấu Ngôi Sao Miệt Vườn cũng có mấy bạn trẻ tới xem hồ, nhưng mà đến chắc này đi theo cha mẹ quá. Không, lần đầu tiên luôn, em thấy anh ngoài đời. Ủa vậy hả? Coi chứ biết anh nhiều lắm mà lần đầu tiên. Rồi chụp hình. Vậy gia đình mình ở đâu? Dạ em ở Long An. Ở Long An, ở chỗ nào? Ở Long An gần xã Long Trạch. Long Trạch Cần Đước hả? Dạ. À, rồi Long An lên chỗ đó lên Tân An gần không? Dạ gần. Vậy thôi 20 tháng 4 gắng cố gắng biết thông tin đó chưa ta? Hồi nãy em có nghe cái chị gì mới biết thông tin hả? Ừ. Nếu mà không có bận bịu gì á thì 20 tháng 4 lên sân vận động tỉnh Long An xem đêm nhạc. Đêm đó nhiều nghệ sĩ lắm, mười mấy nghệ sĩ lắm. Chị thấy trong TV thì giờ mới thấy. Cô hoài luôn á. Cô hoài luôn hả? Thôi chụp hình, chụp hình. Đây đây, cạnh cầm chụp. Sao mặt bạn hơi tối rồi. Đó chị chụp được em rồi đó nha. Ôi gửi xe sao quá hả? Gửi xe sao trung tâm văn hóa mà. Ở sau đó thì nó rộng rãi. Đây nè, cầm vậy nè. Cầm vậy nè, cầm vậy nè. Cái về bấm vậy. Vô ha. Đây đây đây. Dạ. Dạ, ok. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn nha, cảm ơn gia đình nha. Tôi nói chuyện với em. Chụp với em hả? Với em luôn chứ. Cảm ơn. Có ơn nhiều. Tuần sau về Long An hả? Dạ, tuần sau con về Long An. Rồi dân Long An có miễn giảm vé không? Dạ, con về con phục vụ cho bà con bác Long An không, mà nếu mà con miễn con giảm là con làm không có kinh phí con làm luôn á. Phải không? Dạ. Chứ giờ cũng trên đây cũng chú dân Long An mà dạ. Đây thành phố tao cũng coi hoài vậy. Dạ, dạ. Rồi có trở về đây nữa không? Dạ, làm một đêm ở dưới Long An rồi con lại trở về đây hà. Mai mốt làm có làm những cái đêm nhạc ở những cái chỗ khác con cũng sẽ tránh cái lịch ở hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Tại mình mà là trùng lịch rồi mình bỏ ở đây hoài là mai mốt bà con bác sẽ quên hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn luôn á. Tôi tưởng đâu giàu. Dạ không không. Có nhiều bà con bác nói là 28 tháng 4 là con đi luôn rồi. Cũng như đây là cái gốc phải không? Đây dạ cái nhà mình mà. Cái gốc là phải về đây phải không? Dạ. Dạ, cho nên 20 tháng 4 tại vì con sợ là làm một tuần mà 2 đêm nhạc ở đây rồi dưới nó không có tập trung được, nó không an toàn, mình phục vụ không tốt, cho nên là thôi mình ngưng thứ Bảy ở đây một tuần để mình làm thứ Bảy ở dưới Long An một cái coi bà con bác xem sao. Dạ dạ dạ. Rồi cảm ơn cô chú nhiều. Mà chú ở đâu? Tân Bủ. Tân Bủ. Gửi xe xa quá, xin lỗi chú nha. Đi lâu ghê. Dạ tại vì ở sau nó rộng rãi, nó an toàn. Dạ. Dạ dạ. Sẵn người ta thử dục. Dạ. Ở đây đụng kênh nè. Đụng kênh đụng kênh của Thùy Kim Khiết. Xin chào quý vị khán giả của Thùy Kim Khiết nha. Kính chúc quý bà con cô bác mình thật nhiều sức khỏe. Dạ. Dân mình đó. Dạ ơi đấy Thủy nói nghe nè, sẵn đang có cái kênh của Thùy, bà con bác đang theo dõi luôn. Khương Dừa cũng gửi lại cảm ơn đến quý bà con bác khán giả kênh của Thùy Kim Khiết, với lại cảm ơn Thùy Kim Khiết đã tài trợ cho cái đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn để Khương Dừa thật sự là có Thùy Kim Khiết với lại Dung Văn Dung Vẽ tài trợ, cho nên mình sẽ có cái kinh phí để mình mời những cô chú anh chị em nghệ sĩ mà được nhiều bà con bác yêu mến về đây để phục vụ. Chứ còn nếu mà tình hình mà khó khăn như vậy mà hai bạn mà không tài trợ là Khương Dừa sẽ coi như là thí dụ mà bán nước một đêm sẽ chỉ đủ cái kinh phí để mình mời cô chú anh chị em nghệ sĩ thôi à, với lại mấy bạn thí sinh, cho nên cảm ơn em rất là nhiều. Với lại Khương Dừa bữa giờ Khương Dừa cũng suy nghĩ rất là nhiều, bữa giờ nói nào ngay là bà con bác cũng biết Thùy là tài trợ, nhưng mà thật sự là Khương Dừa chưa có mang lại cái gì được cho Thùy hết trơn, cho nên Khương Dừa đang suy nghĩ là giúp em nó một cái gì đó ở trong cái hội quán để cho quý bà cô chú anh chị tới đây rồi có thể là biết được cái thêm thương hiệu của Thủy Kim Khiết, biết thêm là được rồi. Còn thí dụ mà có điều kiện thì ủng hộ cũng có thôi, để cho cái gì cũng vậy. Tại vì còn về lâu về dài, nếu mà cứ tài trợ như vậy hoài một tuần là rồi, một tháng rồi, một năm nữa là nhiều khi mình theo không nổi đó. Về phía Dung là anh cũng hỗ trợ được một cái chòi để làm spa để phục vụ miễn phí luôn cho bọn bác, nhưng mà cái đó lại làm cho Dung tốn tiền thêm nữa. Còn Thùy thì chưa có làm gì hết, cho nên là em suy nghĩ giúp anh đi. Anh muốn làm cái gì đó cho em, tính bữa cũng vừa còn tính nhường cho Thùy một cái chòi cà phê để đặt cái thương hiệu, để đặt sản phẩm để giới thiệu quý bà con bác đó, mà Thùy không có chịu thì nó dạ thôi, làm nhạc để phục vụ bà con bác thôi. Chứ còn nếu mà buôn bán thì là buôn bán cái chuyện ở trển. Dạ đúng rồi, anh có giới thiệu sản phẩm giùm em tới bà con cô bác để bà con cô bác biết tới em là em cảm ơn nhiều lắm rồi. Bữa giờ cũng nhờ bà con cô bác thương anh cho nên cũng thương em, nhờ vậy mà cũng qua ủng hộ em. Đúng rồi. Dạ. Không, nhưng mà anh thấy là anh có cái ý này nè, tại vì anh thấy là bữa em nói anh là có nhiều bà con bác đang lên cho tên Mỹ trên em để vệ sinh mấy cái trang sức á. Dạ. Thì anh nghĩ nên chọn một góc đó để mình làm một cái quầy đó để cho bà con bác mình tới mình vệ sinh đồ mấy cái trang sức á để không đi xa. Vậy nếu vậy không ai vậy anh thấy được không? Nếu vậy thì em sẽ chọn một cái góc nào đó sẵn em trang trí để cho bà con cô bác tới check in chụp hình đồ luôn. Dạ cho nó đẹp đẹp. Chứ giờ hội quán giờ mấy chỗ chụp hình nó bị tụt quá. Chụp hình của anh bây giờ te tua hết trơn. Hết chỗ chụp hình giờ chụp hình đứng ngoài hàng rào, đứng ngoài gốc cây, ngoài bờ. Nên em sẽ làm một cái góc đẹp đẹp để bà con cô bác tới chụp hình, sẵn em để chỗ để em vệ sinh trang sức cho bà con cô bác luôn. Vệ sinh miễn phí. Vậy là tốn kém thêm nữa à? Không, cũng không tốn bao nhiêu đâu. Vậy tốn kém thêm sao? Thôi đâu có gì đâu. Cũng... Vậy để sản phẩm như người ta giới thiệu vô. Mà ở đây là chỗ anh đang biểu diễn văn nghệ mà đâu có buôn bán vậy được. À. Dạ. Vậy bây giờ làm chị. Chào chị. Chụp chị á. Chụp chị gái cái nói chuyện tới bà con bắt tiếp nha. Rồi cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị nha. Vậy là làm một cái, chọn một cái góc. Dạ. Rồi thiết kế rồi để bạn bác tới là chụp hình. Dạ đúng rồi. Rồi sẵn là mình sẽ có một bạn nhân viên để thí dụ bạn bác ở đây, bạn bác khán giả của Ngôi Sao Miệt Vườn đeo vàng nhiều lắm á. Ở đây chú không có đeo nhưng mà ở trên vàng hàng đầu đeo vàng nhiều lắm. Dạ. Tới vệ sinh miễn phí hả? Dạ vệ sinh miễn phí. Vậy là tốn tiền đó. Không có bao nhiêu đâu sao? Với lại nếu mà bà con cô bác muốn tư vấn trang sức thì em tư vấn luôn. Dạ. Chứ vậy. Buôn bán ở đây thì chắc là em không bán ở đây. Dạ. Chỗ đây mình tư vấn thì được ha. Dạ. Chứ còn mấy cái đó nó cũng giá trị quá, mình để nhiều khi đông thì cũng sẽ giới thiệu được nhiều. Dạ. Nhưng mà nó nhiều khi nó sợ có mấy người xấu người ta trà trộn vô. Không, cái đó em không sợ. Nếu mà còn nếu thì trưng bày một ít mẫu trưng bày thôi, hàng trưng bày á, rồi tư vấn cho bà con cô bác, với lại sẽ vệ sinh trang sức cho bà con cô bác luôn. Nhưng mà ở đây thì mình chỉ trưng bày chứ không kinh doanh tại đây được, là chỗ của anh đang biểu diễn vậy thôi trước mắt vậy đi, rồi có gì theo cái nhu cầu phục vụ của bác mình tính tới. Dạ. Vậy thì Khương Dừa có thêm được một chỗ để cho quý bà con cô bác chụp hình miễn phí nữa, rồi vệ sinh trang sức miễn phí nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Vậy là tính anh được chứ em không được gì hết. Anh được thêm. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Rồi vậy để mai đi mình coi cái vị trí rồi mình tính. Dạ. Ha. Dạ, rồi thôi giờ em đi quay đi. Anh xuống anh giao lưu bà con bác xíu. Dạ. Dạ chị. Bà Dung bà ba đang đi bán vé. Dạ chào chị. Ai mộ lắm đó nha. Dạ. Cô coi trên mạng hay luôn. Dạ. Mấy trà sữa nữa. Coi tuần này nó hết coi được rồi. Vậy hả? Đi về bên Mỹ đây hả? Ừ. Coi tuần này coi. Chụp tấm đi coi. Ở về bản này coi. Coi trên mạng, coi YouTube, coi liên tục luôn á. Chụp ở đâu vậy? Trời mới chụp nữa. Thấy thương lắm bà con cô bác ở nước ngoài đi về đây, dạ về đây thăm nhà, về đi thăm quê là điều ghé hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn để ủng hộ Khương Dừa. Dạ. Chị con xin phép phát tài. Rồi. Bằng tuổi con trai cô á. Dạ. Biết không? Một. Xong chụp cho bạn tấm luôn nghe anh. Bà này cũng mê Khương Dừa nè. Dạ con cảm ơn nhiều. trà sữa nữa. Trà sữa nữa. Dạ con. Rồi. Cảm ơn con. Ba đứng đây bà chú. À dạ cho Thủy ha, chụp em bé cái ha. Chụp em bé cái rồi chụp với gia đình ha. Thôi rồi, cưng gì. Kệ nhìn cái nhìn mẹ coi, nhìn mẹ coi. Hay là mình lên trên mình chụp đi cho nó đẹp ta. Dạ dạ dạ, thôi cô vô chụp ha, cô chụp. Dạ con cảm ơn. Bà Dung bà đi bán vé dạo bà Dung. Chợ mới. Ghê vậy. Dạ. Tắm từ chợ mới mà. Dạ dạ. Rồi chừng nào về? Sáng mới về bác. À. Rồi tối nghỉ đâu anh? Ở bên trong Bình Điền trong chợ. Đó là bà con hả? Dạ bà con hả? Chắc nhỏ nhỏ không nhìn. Dạ nhỏ. Mà hai người em. Dạ. Thì em tranh thủ em bán trước. Ghê vậy. Dạ. Bán được mấy vé rồi? Anh vừa bán được 6 vé. Ủa ghê vậy? Dạ. Dạ đâu đồng chí? Em ở cầu Lò Mổ luôn đi. Cầu Lò Mổ là đâu? Cầu Lò Mổ Bình Tân á. Ở Bình Tân, Bình Tân. Dạ dạ. Dạ không sao quá. Đi đi. Đủ ăn uống nhiều nữa xe đi. Dạ rồi con cảm ơn. Nãy giờ đi bán vé hả? Em phải chơi chiến lược chứ, em bán trước mấy bạn chứ. Cũng chụp cái hư hình rồi. Ừ hình nói chụp lại. Đây đây con đang cầm nha. Chị đứng giữa em, chị đứng giữa em. Nó bị chát chát là gì đó. Dạ nè. Rồi, xong rồi. Nhớ là bà con bác mua thích xem thì bà con bác mua, còn không xem đừng có ép, đừng có hâm dọ nha. Ờ xa hay xa. Không em năn nỉ thôi. Năn nỉ ha. Ừ. Dạ. Chào hai bác. Dạ Bến Tre hả? Về về lại con sẽ về Mỏ Cày. Mỏ Cày Nam không Mỏ Cày Đất bác. Mỏ Cày Nam. Bác nghe nhiêu rồi? 78. 78 hả? Ủa vậy tính ra bác lớn tuổi hơn con nha. Còn bác gái nhiều? Bác 80. Ủa bác lớn hơn hả? Ừ. Là vậy ta? Ủa chị em hả? À chị em, con tưởng là vợ chồng. Dạ chị em. Này hai chị em tốt bạn như nhau. Dạ. Ơi cưng cho trời thấy thương ghê. Dạ. Hai chị em dưới Bảo Cà Nam lên đây để xem đêm nhạc của Ngôi Sao Miệt Vườn của bác. Thấy hạnh phúc không? À, ở đây bà con cũng hầu như ở rất là xa luôn. Xa lắm. Dạ. Dạ. Đây là hai người cô với người em. Đây là ở hồi từ 3 giờ chiều tới giờ 2 giờ chiều tới Bạc Liêu. Dạ. Con chiều con quay clip con đăng lên nữa, cô coi chưa? Chưa thấy. Lấy kia em trai nó mở lên coi đi. Dễ thương á. Chiều con quay khúc đẳng lên đó. Mở lên cho cô coi. Dạ dạ. Dạ con cảm ơn cô nhiều. Dạ gửi là thăm bà con Bạc Liêu. Mai mốt có điều kiện con về Bạc Liêu luôn. Dạ. Dạ. Dạ con có về dạ có đi mà tại chưa có làm chương trình đó thôi à. Dạ cho mẹ em chụp hình. Dạ chào cô. Chú cá coi. Hồng Ngự này nha. Hồng Ngự mang tên em hả? Hồng Ngự tên mới tới đó. Dạ. Ở đây con. Một, hai, ba, sắp tới nha. Đã cười lên. Một, hai, ba. Sợ nhất là bà con bác đi xa xôi á mà quay lên cái sân khấu. Sân khấu giả chặt luôn. Dạ. Thấy coi tivi hoài. Dạ. Con chụp với cô cái rồi con chụp tới cô ha. Chụp đây, chụp mấy mày chụp. Để chụp hai cô luôn hả? Chụp hai luôn đi. Cũng được. Bạn bè tứ xứ hả con? Ngoại bên đây nè ngoại. Tắm nữa. 1, 2, 3, 2 lên. Quá trời luôn. Dạ rồi, con cảm ơn. Cảm ơn cô nhiều. Rồi. Trời giỏi giang. Dạ. Cảm ơn. Rồi dẫn ngoại vô không? Dạ chào chú. Dạ chào cô. Dạ cảm ơn cô chú nhiều. Cô cũng coi chụp của con á. Dạ. Ẩm mua cái Phượng Hiên nữa. Dạ. Lan Phượng Hiên con lắm. Dạ. Con cảm ơn cô nhiều. Đây con ngồi đây ha. Ngồi đây luôn. Hai luôn mẹ, hai luôn. Cười lắm. Mày thấy răng vàng. Thấy răng vàng, thấy vàng mới được à. Rồi tắm nữa nha. 1, 2, 3. Dạ con cảm ơn nhiều. Vui vẻ lắm. Dạ vui. Dạ dạ. Ê, dạ. Ta bịt cái đường vàng để chụp hình với mày. Cho sáng hả? 48 triệu. Dạ tốn lắm rồi. Ra chụp đặng ta đi ra ngoài nước ngoài đã coi. Đó mấy tay lên nước ngoài không? Lên đây lên đây. Nói nghe nè. Ở bên trong ở ngoài đẹp hơn ở trong. Dạ. Nha. Dạ. Này đẹp hơn. Dạ dạ. Rồi đứng im đi các bạn, đứng đi. Rồi. Rồi nè nhung. Để gì kiếm. Rồi. Ủa có lấy hết không? Đa số là bà con ở từ rất xa luôn. Đây Long An Tầm Du. Tầm Du là tuần là 20 tây là lên coi chị. Dạ. Hỏi đi lên đây xa. Dạ dạ. Tầm Du Châu Thành Long An. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Nè nè, cho mình vô. Mình chụp lại cái máy này. Chụp cho. Rồi 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 rồi. Ông mượn đi chụp. Cậu có chụp câu chụp cho mình đó nha. Chụp đó. Vô tiền, vô tiền. Vô tiền á, cô tên tiền hả cô? Tiền. Long An về tôi ủng hộ. Dạ dạ. Tôi là đại gia dưới. Đại gia chưa? 3 2 1. Chụp nữa. Con cũng hơi lo không biết bà con bác có biết thông tin chưa? Rồi, biết chứ. Biết rồi ha. Ăn tối ngày. Dạ dạ. Tụi tôi ở dưới Tầm Du. Coi mấy cái Tầm Du Hồng Long mình rồi mấy cái mà thi hội thi miệt vườn rồi con hết ráo luôn, không có tập nào không có coi hết. Có gì cô chia sẻ giúp con nha. Dạ dạ. Ở ngoài là đẹp, coi đẹp hơn trong các bạn nha. Cao tuổi con hơn nữa. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn chị. Ở bà ngoại đây bà ba. Ôi nay mặc áo hồng rồi luôn trời. Nay mặc áo hồng rồi đó ha. Quá trời. Trời lên dập ăn quá chừng. Trời lo lắng lắm chứ. Lo mất ngủ luôn. Lâu quá không chụp với Khương Dừa. Dạ. Ai chụp cả. Để các MC ba mặt một lời vậy. Chụp hình. Ai chụp ta có điện thoại không? Để đó điện thoại. Đây đây con chụp cho. Dài quá. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi. Đúng rồi. Hỏi chị đó. Dạ. Chụp giùm chị. Em bên chị bên đây. Dạ. Ủa cái này sao chụp ta? Đó. Là phải một chung một bên mới được. Vậy nè. Dạ rồi, đúng rồi. Dạ em cảm ơn. Em không có thấy nữa. Dạ dạ, dạ không thấy anh hả? Nhanh đi con. Dạ. Đó, vô đây chụp mấy sáng nè. Gái chụp đây hả? Con chụp hả? Thấy không? Qua đây, qua đây. Đây sáng rồi nè. Cao hơn 1m8 mà, hơn 8 hơn. Này về miền Tây hái trái cây được ngon, hái xoài rồi, hái bưởi, hái xoài, hái bưởi rồi. Dạ dạ, hái chôm chôm rồi. Đây. Dạ dạ, đây đây em cầm đó, em cầm. Dạ cảm ơn, dạ cảm ơn. Vô. Dạ cảm ơn. Hả? Chơi chơi chơi. Ủa tao còn 10 phút nữa à? Để bà con bác ổn định đi. Mời hai đứa làm gì, hai đứa làm gì. Mời bạn My lên chụp hình. My ơi My. My lên chụp hình cơ. Lên chụp hình kỷ niệm. Đồ đẹp quá. Ồ hên mặc đồ hồng giống luôn ha. Đi cơ, lên đây chụp hình. Thấy theo dõi trang Facebook cá nhân của My, thấy My đi diễn nhiều và mấy bạn rất là thích luôn. Chụp hình cách sảy rồi, chụp hình bánh cá nha. Chụp bánh cái Cưng ở Bình Định phải không? Dạ đúng rồi, vẽ. Tôi rậm luôn ha. Ấy bà con Bình Định cũng thương anh lắm á. Dạ đúng rồi, không rất là thằng anh thì mẹ em thương anh lắm. Mẹ em coi luôn hả? Dạ, đúng rồi, mẹ em nói là hôm nay đến anh Khương là nhớ chụp hình nha. Gửi lại thăm ba cô ha. Dạ con gái dễ thương quá, xinh xắn mà hát hay nữa. Dạ bà con của bác khán giả kênh Khương Dừa, dạ có thời gian nhớ ghé kênh của Võ Lê Mi để ủng hộ em gái nữa. Kênh cũng là Võ Lê Mi Official. Dạ đúng rồi. Anh có xem. Dạ, rất là dễ thương. Dạ, hôm nay là em nó sẽ biểu diễn đầu tiên luôn. Dạ. Bà con bác đang di chuyển vô tầm 7 rưỡi thì mới này. Rồi cứ ngồi lại ngồi chơi ha. Ngồi nghỉ ngơi nha, uống nước nha. Dạ. Ok cưng. Dơ má lên cao lên nữa con, cao nữa con. Con quay thấp vậy, con quay vậy thấp lên. Mỏi tài á chú. Không, hai MC bữa nay bộ đồ được nha, vô nha. Sao mà nó mới học lớp 2 mà con bắt đi quay vậy hả? MC nó mỏi, MC cao. Đó, từ cái đầu em quay ra. Học chung lớp trà sữa hả con? Con học chung lớp trà sữa hả? Dạ là bạn đồng môn. Đó, giờ con bự con nhất lớp đó. Chung bé chung lớp trà sữa. Con đừng quay cái mặt con thấy nó lệch với trà sữa lắm. Nhưng mà con học lớp lá sao mặt con mụn không vậy? Mụn đó con mụn. Vậy hả? Dạ. Má hồng mới đi Long An về con chạy sương cho cái 24 á chú. Cũng tại chú. Thôi cái này nặng không con? Dạ. Nặng hàng chi cái thấy cơ bắp, cái tay con cơ bắp dữ thật chứ. Chứ đừng quay cái tay con. Tay con cơ bắp. Cho em chụp với anh chụp với cô em đây cô nước ngoài vậy. Dạ sao con chụp cô. Rồi ở bên Thụy Điển về. Ở Thụy Điển hả con? Ở bên Thụy Điển về nhất là hâm mộ nguyên gia đình hâm mộ hết. Thụy Điển là châu Âu. Châu Âu đúng rồi. Ở bên Thụy Điển. Bay 23 tiếng. Dạ. Dạ rồi hả? Rồi khi nào cô về bảnh lại? 30 tháng 4. Dạ 30 tháng 4. Khi nào có dịp nào con đi Thụy Điển chơi ta. Ông có dịp con đi Thụy Điển ta chơi ta. Coi được đêm nữa. Dạ. 20 tháng 4, 27 tháng 4. Ở Thụy Điển có đặc sản là gì cô? Không có gì đặc sản hết rồi. Chỉ là có đội bóng đây cũng đá là hay mà. Có hay thôi. Nhưng mà đặc sản thì cái gì cũng không có. Vậy hả? Không rõ ràng hả cô? Giống hả? Chị cũng là tuyết không à? Đặc sản tuyết, đặc sản tuyết. Tuyết. Đặc sản tuyết. Sao cô không đem ít tuyết vậy cho con? Đặc sản tuyết. Dạ rồi cảm ơn. Đáng lẽ định là chỉ chụp hình thôi, không có quay phim. Mấy đứa em ở bển. Chị hai chụp hình đi để lên để quay phim. Dạ lên chụp hình rồi quay phim để cho bà con bác bệnh xem biết ha. Riêng gia đình ai cũng hâm mộ. Dạ. Chị Năm xin chị. Dạ. Ở đây là Kiên chụp với mặt cô này cái rồi gửi tới chị ha. Mẫu lắm á. Dạ. Trời ơi, là chân cô bị yếu hay sao ạ? Dạ. Để con chụp với cô cái rồi. Mến anh đệ lắm á. Đăng ký lên ca đó không? Dạ, bên thứ ba là thứ ba năm đó cô. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ. Để đây chụp, đây chụp. Cô đứng vô đi, cô đứng vô chị đứng vô mấy anh đây đi. Đêm 20 là ngoài phải đi nha. Đêm là ngoài buồn đó tại vì ngoài phải đi nha. Xa lắm. Dạ rồi, cảm ơn. Cô ngồi đâu hả? Dạ. Chị dắt con nha. Dạ. Rồi chị. Em đăng ký chị cách tin. Cách tin xong rồi. Bắt đầu cách ly dán ra nữa. Vô luôn hả? Em để vậy em coi tại em cách tin xong rồi. Dạ. Không vậy chị để em coi ha. Dạ để em coi. Dạ trên Kiều ha. Dạ để vậy em coi cái đêm Zalo coi hát sau rồi có gì em bắt ha. Rồi ok cảm ơn chị. Dạ. Ngoài. Cháu ngoài ruột của ngoại phải không? Cháu ngoài ruột. Cháu ngoại ngăn không? Cao quá. Cao quá thôi. Mở bằng cái nào? Mở bằng cái nào ngoại? Gõ xuống á, gõ đất nè, tao gõ vậy nè. Ê, đền nè nha, đền ai luôn đó. Có gì? Mấy cái quỷ này có gì đâu. Lên thẳng tay luôn đó. Đánh nhẹ, chụp vô. Mấy quỷ này chừng mấy chục triệu chứ nhiều. Chỗ này cao quá. Ok ha, mọi người ok là 3, 2, 1. Rồi. Dưới nè. 3, 2, 1. Quá sẵn. Hay quá. Dạ rồi, cảm ơn ngoại nhiều ha. Không chụp cái đèn. Cảm ơn, cảm ơn. Cho con cái đèn. Rồi ngoại xuống ngồi coi đi. Rồi bây giờ chuẩn bị xe chuẩn bị vô chương trình. Bữa nay là Khương Dừa với lại Bình Thơ sẽ dẫn chương trình nha bác. Dạ rồi xong rồi sau đêm 20 Tây là Dung sẽ trở lại. Chụp chưa? Rồi cảm ơn kênh, cảm ơn kênh. Rồi cảm ơn hai đứa em, cảm ơn con. Cô đến cưới hả? Nó bậy nói cái đó đi bị chửi á. Mua vé con 120 rẻ lắm mà đi taxi tới 200. Dạ bởi vậy đi tiền xe tiền cộ đồ tốn. Dạ con. Mấy người bạn rủ đi người nào á. Trời ơi sao bị lên tí Khương Dừa, mày biết Khương Dừa là ai? Không biết, tôi coi không có bỏ số cái nào ha. Từ trà sữa màu những gì. Cô ở đâu vậy? Cô mình ở Atlanta. Nhưng mà về cô ở đây, cô ở đâu? Cô về ở quận 10 chơi nhà bạn. Dạ. Còn nhà chính thì ở dưới quận 12 chỗ hãng Tiger á. Dạ. Xong rồi bạn mới nói trời ơi, mà bà biết Bình Chánh là ở đâu, nó chưa taxi đi. Dạ, cũng quận 10 ra cũng gần mà. Mình không lẽ nó không lẽ tao đi mình, cô nói với bạn á. Dạ. Thôi về đi bà bạn. Dạ. Bà lên taxi đi, tôi đi với bà rồi hồi đi về bắt taxi về. Dạ dạ. Hồi kiếm người quen bắt taxi về. Dạ. Ở đây thiếu người ha, dạ dạ. Dạ dạ đúng rồi. Lát gọi đi nhiều taxi lắm. Mọi về đi. Dạ dạ dạ. Nói thật là coi nhiều. Học để đổi đời không có chương trình nào của con cũng coi chứ. Cảm ơn cô nhiều nha. Coi chút có nhiều chương trình coi mà bị chảy nước mắt. Con gái vô phòng nó mẹ. Dạ. Làm như mày coi mày khóc mà cảm động với nhiều chương trình khổ mà chú Khương Dừa chú tốt quá tùm lum hết trơn. Dạ cũng nhờ bà con bác đồng hành với con chứ mình không, con làm con không sể đâu. Mình biết nhiều lắm đúng không? Dạ, dạ. Mấy người bạn nói Khương Dừa ai cũng biết hết trơn. Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Có điều kiện nghe nói có ở Long An nữa mà không coi được. Dạ. Long An là gần nhà bà này nè, bà bạn á. Dạ. 20 19 20 Long An đúng không? Dạ dạ. Nhưng mà 20. Đúng 20 đó nhưng mà giờ cô hết tuần này cô đi Cần Thơ đi đám cưới là cô về bển. Dạ. Dạ. 24 tháng 3 này là cô về bển. À là cuối tuần cô đi đám cưới ha. Dạ, thôi qua bển nhớ coi kênh để ủng hộ con nha. Rồi coi hoài luôn á. Con tổ chức biểu diễn thì xong rồi con sẽ ghi hình lại. Kim Tiểu Long rồi. Chương trình nào cũng có coi rồi. Cảm ơn. Dạ cảm ơn cô. Nhân vẻ dễ thương đó kiếm. Dạ. Đây, ở nhà đây. Dạ, là đăng like hả? Anh Khương Dừa đẹp trai đây đó, thấy chưa? Rất là đẹp. Like cái gì ạ? Like TikTok đồ dữ. Hỏi ảo cái vậy? Dạ, ảo tung chảo mà. Dạ đây bà con bác thân mến, đây mình chuẩn bị ra để biểu diễn đâu không? Ăn xong hả? Hả? Vậy hả? Vậy khi diễn xong rồi ổng gả con gái cho mẹ. Cứ ngồi đi Mi, uống nước chưa? Uống nước chưa? Biểu diễn xong nhớ đợi anh xuống rồi hãy về nha. Anh chào cái về đừng có về sớm nha. Dạ. Dạ rồi bà con cô bác thân mến, bây giờ là trưa 7:30 rồi, chương trình sẽ bắt đầu. Khương Dừa cảm ơn bà con bác rất nhiều nha. Dạ, bà con cô bác nhớ đêm nhạc 20 Tây tháng 4 2024 tại sân vận động Long An, số 7 đường Trương Định, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Dạ, cảm ơn, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.